Chào Minh Hòa, anh chào anh Trái nha. Anh chào thầy. Đây giới thiệu một người bông năm mình đẹp Bình Dương. Hôm nay nó nở tại vườn mà sáng nay thì lại không có nắng cho nên cái bông nó cũng chưa được căng lắm. Nhưng mà được cái cặp mắt hay mũi thì rất là đẹp, trắng tinh luôn. Mũi rất là mắt rất là gọn. Đúng rồi, đẹp lắm Tuấn ơi. Đây, nói chung là hoa này thì mới hé, hoa này thì mới hé nhưng mà cũng rất là nhìn chấm chím rất là đẹp. Được ba hoa. Cây đây là cây chung lứa với cái kỳ mà vừa rồi năm vừa rồi em bán cho anh chị em nha, cho nên anh chị nào mà cần hoa chính chủ thì có thể là Di sẽ gửi luôn. Đó, cái được đợt kỳ mà Di bán hồi hồi năm rồi á là chung chung lứa kỳ với cây này nè. Đó. Cái đây là cây chung với lứa kỳ mà có được năm đầu Di bán, được đầu Di bán hồi năm ngoái á. Chung hoa thì rất là đẹp. Mà dở cái là ngày hôm nay ta lại không có nắng nhiều cho nên cái hoa nó cũng chưa có được căng lắm. Mà nhìn rất là thích. Nói chung nếu mà nói về cảm cảm quan và trực tính thì hoa này đẹp, xuất sắc. Nở nở đi nở lại ở đâu nó cũng ổn định về con mắt và cái mũi hết. Nói chung là chà xíu nó không có nắng cho nên là nó hơi bị nhòe đó mọi người xem cặp mắt này. Mắt nhìn rất là sướng. Cánh thì bộ cánh đều luôn, bộ cánh cũng rất là đều nha, năm cánh là cân đối hết. Ngày mai là chắc bông này đẹp nhưng mà tại vì ngày mai là Duy có việc cho nên là không có trực tiếp được, thì hôm nay chia sẻ sơ về cho anh chị xem cái bông năm cánh trắng Bình Dương. Đó, những anh chị nào năm ngoái lấy kỳ của Duy thì năm nay nó sổ lại thì lấy cái bông mới này nha. Không cần thiết phải đi mượn hình đâu. Đó, anh chị nào mua kỳ năm ngoái thì liên hệ với Duy gửi cái phần hoa qua cho. Dạ em cảm ơn Hoàng Dương. Em cảm ơn mọi người nha. Hoa rất là xuất sắc. Cái này thì được cái là dễ hoa lắm. Năm ngoái nó nở nhà anh Vinh cũng một rừng hoa, nở nhà anh Sơn cũng một rừng hoa, nói chung là nở ngoài chỗ nhà anh Lương Phan Phan cũng một rừng hoa luôn, là những cái người mà gọi là nắm cái cây đầu tiên á. Cây đây là chung chung Loki với cây của em đó Kim Ngọc ơi. Nếu mà chơi hoa thì tôi nghĩ là chắc chơi cây này cũng 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 phê pha rồi chứ không cần gì mà phải những cây cao hơn. Mắt nở ở đâu cũng vậy, hôm nở ở nhà anh Thổi Thái cũng đẹp, quá xuất sắc luôn. Nói chung là di được như ngày hôm nay nè, cả cái vườn này nè, đó là có đóng góp của cái bông người đẹp Bình Dương trong đó đó, cả cái vườn của Di bây giờ là có đóng góp một phần nào đó của nó trong đó đó, cho nên Di cũng rất là quý và trân trọng nó. Rồi để cho lát nữa anh chụp cái hình anh gửi qua cho em làm hoa chính chủ luôn anh Ngọc, tại vì chung một cây mà, chung một cây một lô kia ra. Sáng nay thì lại không có nắng, nhìn mướt mát lắm. Ở vườn bữa nay nở cũng khá là nhiều, nở bông bối là chủ yếu là Yên Thủy, Phú Quý, Nha Trang rồi Cao Bằng rồi, nở quá trời hết. Năm nay được mùa bông bối, Minh Châu nữa chứ, tùm lum tà la hết. Đây cho mọi người xem qua cái hoa này thì nhỏ hơn, hoa này là mới hé, hoa này chắc ngày mai cũng đẹp. Hai cái hoa này ngày mai là đẹp rồi nè, cảm giác vẫn phê như ngày đầu. Đó, nhìn nếu nhìn cái góc này thì cặp mắt đó, trời ơi, sắc lẹm luôn, cắn qua cái mũi một xíu. Đúng rồi Đức Vũ ơi, hoa đẹp lắm. Anh chị nào em sẽ để bông cho ngày hôm nay và tới ngày mai, chiều ngày mai là em sẽ ngắt nha. Chiều ngày mai là em sẽ ngắt.
Chiều ngày mai là Di sẽ ngắt cái hoa này để thúc hai cái mầm gốc nó ra. Mầm gốc nó ra rồi mà nó nuôi bông cho nên nó hơi bị yếu. Đó, đây, nhìn nhìn trực quan nè. Đó, rất là đẹp. Nếu ai mà chơi chơi hạt lâu năm thì nhìn cái bông này chắc không 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 chê vào đâu được hết. À, rất là sướng nha. Có nhìn chọn nhiều góc thử nó ra sao. Điện thoại nó hơi hơi cùi cho nên nó cũng không được rõ cho lắm. Đó. Này, nhìn góc này thấy bộ cánh nó đều quá không? Góc này là nhìn rõ được cánh mắt mũi luôn. Dạ cái bông thì dễ mà, em cắt em bỏ, em đóng hộp em gửi cho chị thôi. Anh chào Trung nha. Tưởng xin cái gì chứ xin cái bông thì dễ ổn mà. Dạ đúng rồi anh Hải Nguyễn, mắt mũi thì không nói rồi, cây này thì là nói cho nhanh là nó cũng dạng khởi đầu của bông mũi trắng á, sau bạch tuyết. Bạch tuyết thì nở trước rồi. Nhưng nó bùng phát là từ cây này với cây cây bướm hay sao á, năm 2017. À, ước mi nở rồi, đây ước mi đây. Ước mi nhưng mà ước mi nở bói, ước mi là chỉ chuẩn khuôn chuẩn mũi thôi chứ còn nở bói cho nên là nó đây ước mi đây. Ước mi là cặp mắt nó không lạc vào đâu được hết. Mà cái này nở bói nha, bông bói. Ước mi đây. Đó. Ước mi thì anh chị nào mà cũng đã lấy kỳ của em thì ok. Mà hầu hình như là em chưa bán kỳ cho ai đó. Ước mi năm ngoái nở hoa lại đẹp lắm. Mắt đậm, mũi trắng. À, cái bông thì cho chứ cái gốc là chắc không cho nha. Đây là ước mi nè. À, cặp mắt ước mi thì mình không có lạc đi đâu được hết á. Để một cái thôi. Để nhiều hư cây. Đây là ước mi nè. Xin cái mầm gốc, ok cái mầm gốc thì cứ nhá sèn qua mà mình cũng xin lại ít. Đây là ước mi nha, ước mi thì cặp mắt nó là đúng ước mi luôn, ước ác lắm. Cái này là bông bói, tại vì cây này nó sung nó ra chứ đâu có muốn ra bông đâu, muốn nó ra kia à. Còn cây này thì cái này là cây bạch tuyết. Bạch tuyết đây. Bạch tuyết nha. Ừ, cảm ơn Tuấn nha. Cảm ơn anh Trung Kiên. Được cái mùa này thì mầm nó phát đã. Nhìn mùa này là nhìn mầm là nhìn thấy sướng rồi. Đây, Bảo Duy đây. Đây, cho mọi người xem lại cái bông bức mi nha. Đó. Anh chị nào muốn ước mi thì liên hệ Duy. Bữa nay cũng có được mấy cây nhú nhú à. Mình đây là người đẹp Bình Dương. Bình Dương đây cho mọi người xem lại bông chính của buổi live ngày hôm nay nè. Hoa rất là đẹp. Nhìn cặp mắt là thi tự nhiên thấy thấy ghiền liền. Đó. Người đẹp Bình Dương nha. Cái này nó cũng tùy cây lớn nhỏ cho nên là có thể nhắn tin cũng được. Thùy Dung ơi, tại vì vô chừng lắm, cây to khác cây nhỏ khác nữa, rồi cây bự nó khác nữa, rồi cây nái nó khác nữa. Dạ bà Tuyết đã thì khỏi nói rồi chị Thiên An ơi, vườn thì đợt này được cái nở bối cũng khá nhiều, hồi sáng ngắt mớ rồi. Đây có cây ca bang nở lại cũng đẹp lắm. Không, cái bang à, mình xem cầm cái bang cái bông này, bông má ơi luôn, bông bói mà to chà bá. À, cái đây nếu mình chơi đam mê cũng sướng mà làm kinh tế thì nói chung nó khỏe, là cái chỗ làm kỳ nó dễ thôi. Làm kỳ nó cứ cỡ này nè, đứng ngọn cắt phang rồi ra hết.
Cây này cây đêm nhất này chứ bộ. Đặc điểm của cây hồng cá băng này thì thân nó sạch lắm. Cây hồng nhưng mà cái thân thân nó sạch sạch bông à. Cũng may mắn là cách đây khoảng một tuần là em mới nhậu với một bạn bằng Lâm. Bạn đó là người gốc sổ ra cây cây ca băng này, sau đó bán cho anh Tứ Quý. Bán Tứ Quý rồi Tứ Quý là bán cho anh Tân Sơn. Rồi từ anh Tân Sơn bắt đầu cây này nó mới ra được rất là nhiều người. Đây là hồng ca băng nha. Năm nay được mùa bông bối nè, đang hồng ca băng nữa bối nè. Quá trời hết. Đây là hồng ca băng nè. Khá là đẹp. Ừ, người đẹp thì không chê rồi, đã gọi là người đẹp rồi mà. Ở đây Phú Thọ thì hả hết rồi. Hả xuống để mà làm kỳ hết rồi. Ừ, cảm ơn Tùng nha. Phú Thọ là hả rồi. À, có cái bông này, cũng bông bông này cũng bông đi vào làm người chơi lan Việt Nam mình lâu, khá là lâu rồi. Cái trí. Cái bông bông trà bá luôn. Đẹp lắm. Chậu đây là năm ngoái là em với anh Toàn là mua chung cái chậu này của anh Lương Nhất Vũ, nhưng mà để mà nó mới nhận về, nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì nó bị bể hết mấy cái lá đó. Cái trí thì đẳng cấp của nó thì không nói rồi. Đây là bông trí nè. Mình chào bằng tiếng Mạnh nha. Đây là bông trí nha mọi người, trí hoàng long. Nó thì được cái nhìn bộ đế của nó là sướng. Bữa nhận về thì chỉ được có 2, 3, 4, 5, 5 thân. Còn bữa nay ra được 8 thân à, đẻ thêm được 3 thân. Ừ, chắc cây này do nó khỏe lên. À, anh cũng thấy cái bông trí này sao bông nó to, to ác thiệt nè. Cái bông này là nó nở từ trên dưới luôn. Chắc do cây nó khỏe. Mình đó, mình nuôi, mình để nguyên, mình ít tách lại cây nó lực thì bông nó khỏe, nó to thôi. À, bông cuối cùng mà to gớm không? À, thơm ngon, nó giọt cuối cùng luôn đó. Bông dài, dài bông. Còn bông đầu thì không nói, bông đầu to lắm, dàn khè luôn. Anh chị nào thích hoa thì chịu khó đeo khẩu trang vào ghé qua vườn xem. Hôm nhận về là chỉ có một thân này nè, hai thân này, ba thân này, bốn thân này, năm thân. Nhưng bữa nay ra thêm được ba thân rồi, bốn thân. Nói chung kiếm thì mình cứ làm, mình để đó nó ổn định. Còn cuộc chơi bây giờ thì mọi người cũng thấy rồi đấy, sống lên thì thuyền lên mà sống xuống thì thuyền xuống thôi, chứ không chờ được nữa đâu. À, mình chào Tuấn Anh nha. Đây bông trí nè, bông đây là bông thứ hai nở. Đây là ngày thứ ba thứ tư rồi nè, mà bông cũng ngồi rất là có nét. Còn ở đây là cái bông thứ năm nè, bông thứ năm thứ tư nè, cũng rất là to. Cần được bao nhiêu hoa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, chắc tầm 30 bông á. Dạ hoa đẹp lắm anh Đức. Trí thì đẳng cấp để chơi mà. Trí thì chơi ok. Cái hoa nó đã giữ được. Ừ, để ngắt cái bông đây chắc bự nữa. Chà bá mà. À, mọi người xem nè. Ha. Không to lắm. Hào qua chắc xuống vườn chắc thấy rồi. Hoa bự lắm. Chào Hoàng Yến Lan nha. Lâu quá rồi dịch bệnh anh em không có thời gian gặp nhau vậy anh. Cho mọi người xem lại cái bông này nữa nè. Bông dày biểu sao không mê. Bông dày mà không mê. To chà bá, to vặt vã luôn. Mà cái này nó nở nè, cách đây khoảng cỡ nửa tháng là nó nở cái giòi này rồi nè. Cái này nó nở nữa. Tới mùa là nó nở thôi, chắc nay mai nở nữa quá. Cứ đủ tuổi là nở, nay mai chắc nở qua cây bên này chắc được 3 vô bông nữa. Đây tới Tết coi là vừa luôn. Đó.
Này cây hai phụng to chà bá luôn. Đây, cây thiên thi này, cây ban mê đi mét luôn. Này bạch tuyết một gốc rồi. Tuyết luôn. Đây là cây phú quý đây, phú quý của một bạn bán gửi chứ mình thì mình không lại không chơi phú quý. Hồi gửi cho Duy là chỉ có cái thằng già này thôi. Mà một năm mà nuôi bây giờ là được đâu hình 6 chậu á, 5 6 chậu gì đó. Quá trời trời hết. Hình như đang phú quý luôn nè. Nó tự động ra kia luôn á. Lúc gửi gửi vào để mình nuôi là hồi mua cao lắm. Gửi nuôi là chỉ có cái thằng già vậy thôi. Rồi bây giờ đây nè, như nuôi được thêm chậu này nữa nè, giờ ra kia ra bông quá, ra kia quá trời trời luôn. Phú quý này. Tự động ra luôn, từ trên dưới nè, đứng ngọn cái ra. Đâu có làm kia làm đồ gì đâu. Ok, Hoàng. Tính đi đi Nghệ An thăm mấy anh em ngoài đó mà thấy dịch ngoài đó ứng quá rồi đâu có dám đi đâu. Đây con phú quý nè. Bà khỏe có bà ra bông bối luôn, chứ đâu có kích chọt gì đâu. Rồi quay lại với cái người đẹp Bình Dương nè. Sao nó nhẹ nhẹ khó chịu quá. Bóc này cho nó khỏi khỏi lắc đi. Cho anh chị vào sau xem ngắm xíu chứ mất công ngày mai lại ngắt mất. Đó. Rất là rõ nha. Đó lấy cái đồn được tôi. Anh nhìn thấy không? Hoa này rất là đẹp nè. Bây giờ ngồi ngồi ngắm với mọi người luôn á. Ủa mình có cái chậu phú thọ đang bông phải không? Có như đây có một chậu sao? Lấy lên. Vườn được cái này hoa hoa nở khá là nhiều. Là người đẹp Bình Dương rồi mọi người. Người đẹp Bình Dương. Cây này nó mang lại cho Duy rất là nhiều điều may mắn và nhiều cái trải nghiệm trong cái chơi lan lắm. Mũi trắng tinh luôn, mũi trắng lắm. Hồi năm 2017 sổ cây này là ban đầu mọi người nghĩ là cây phú thọ chứ bộ. Nhưng mà thật chắc không phải. Ban đầu ai ai cũng nói là cây phú thọ hết. Có khi mà so thân lá thì không có phải. Tại cây này là lúc mà lấy về là nó trong cái hàng ký, hàng đấu hàng ký mà. Rồi coi hàng hàng mũi trắng phải xem lại cái hàng mũi màu chứ. Đây, phú thọ năm nay cái loại nở như vậy ra vườn quá trời trời hết á. Cái này nở lâu rồi, nở hơn 10 ngày rồi. Cũng tự ra luôn, rồi ra kia ra đồ luôn. Chắc do ăn ở hay sao á, ra kia ra đồ quá trời nè. Phú thọ này. Cái bông này thì nở lâu rồi nhưng mà được cái bông to lắm mọi người nè. Bông này chắc cũng phải bằng gói thuốc á. Thấy không? Nếu mà do nó cụp mất rồi. Đây là người đẹp Bình Dương nè. Đúng rồi anh Huyên, nói chung là cái người đẹp Bình Dương này nó nở thì không phải là mình có bông mình nói, nhưng mà so với những bông khác em thấy nó ổn định. Là từ Nam chí Bắc nó cái khuôn và cái màu nó không có thay đổi gì cả. Nó vẫn ổn định. Và đặc thù của nó là nó rất là dễ bông, cho nên là người chơi em nghĩ chắc về lâu về dài người ta cũng sẽ sưu tầm thôi, tại vì nói chứ kinh tế hay không kinh tế thì bây giờ nó cũng chung quy lại cũng thích cái bông trước, cho nên là mọi người cũng sẽ tham gia tìm cái cây này nhiều. Hiện tại thì Duy cũng chưa có bán nhiều à, cũng đang trong quá trình nhân giống. Đúng rồi thì à, cái đẳng cấp ở đây là mình không nói, nhưng mà nó có một cái là cái sở thích của mỗi người nữa. Ví dụ như cái hoa này thì nó thật sự mà nói thì nó quá đẹp rồi không nói đó. Mọi người nhắm nghe. Nở rất là ổn định từ Nam chí Bắc luôn á. Coi cặp mắt à. Gọn trưng luôn, không có xi lem, không có xi gợn gì hết cả, mũi thì trắng toát. Mà tất cả các hoa đều như nhau nha, chứ không phải là đó, hoa này cũng rất là đẹp thấy không? Tất cả các hoa đều như nhau cả chứ không có hoa nào xấu á. Đó.
Hoa này ngày mai nở mới đẹp nè. Hoa này ngày mai nở đẹp đúng không Nhu? Không. Hoa này thì đảm bảo là sau này nó sẽ được được lòng của người chơi từ Nam chí Bắc thôi, tại vì nó nở ổn định mà. Khuôn cánh cánh năm cánh rất là đều mọi người nha. Em xè cho mọi người nha. Năm cánh rất là đều nha. Cái này nó chưa căng là do không có nắng thôi. Đó, cánh rất là đều. Từ cánh vai, cánh đài là đều hết, đều răm rắp hết. Cân đối giữa lưỡi với cánh cũng đều. Nói chung là theo mình thì đẹp. Năm ngoái anh chị nào mà lấy kia của Duy mà sợ sợ này kia mà chưa có thì đó, bây giờ hoa đây nè cứ bán đi, sai Duy chịu cho. Chỉ có trường hợp là đi xào chẻ bông mới sai chứ còn Duy đảm bảo một người là không thể nào sai được hết á. Chỉ có xào chẻ mới sai thôi. Dạ đúng rồi anh, chắc là do mạng nó yếu á. Cảm ơn Trần Thanh Tùng nha. Ừ, hoa này thì bền bạn Tiến Mạnh ơi, hoa này rất là bền. Cái cuốn nó to lắm. Cuốn nó to, cuốn này làm kia cũng được. Bữa đây nè, như cái đây làm kia cũng được nè. Cái đây cũng ra rồi mà mình ngắt mình bỏ rồi. Phía bên này cũng làm được. Chắc nay mai mình cũng cắt để cho cái mầm gốc nó bung ra. Tại vì đáng lý ra để ngày mai nó căng đẹp với lai, nhưng mà ngày mai là lại đi công việc mất. Cho nên là bữa nay lai. Lâu lắm cũng đâu có lên nói chuyện mọi người đâu. Còn tình hình hiện tại với cái thị trường như vậy thì mọi người có suy nghĩ gì không? Cứ nói thật ra, anh em mình chia sẻ thôi. Mọi người cứ nói thật lòng mình thôi. Có ai cảm giác là sợ hay là cái này kia gì không? Chị Thiên Ân chưa có nha, chị Thiên Ân chưa có giống này. Vừa rồi chị Thiên Ân nở lại mới cũng đẹp mà nở mấy hàng thường nhưng mà cũng đẹp. Đúng rồi bạn, bây giờ ở đây thời tiết bây giờ nó mù lắm. Hầu như không có nắng luôn á mà nó vẫn được như vậy là hay rồi. Cặp mắt nhìn sướng. Ok Nhu thì đúng rồi chứ bây giờ cuộc chơi mà. Nó chơi mà sợ thì chơi làm cái gì? Chấp nhận thôi. Căn bản là mình có cái hoạch định thôi chứ còn như mình bây giờ cây vườn mình cũng quá trời đó mà mình cũng bán từ 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 thôi. Chia sẻ cho anh em, nói chung là nó trượt giá như vậy thì người chơi người ta mới có điều kiện mà người ta tiếp cận được những cái bông chứ còn thật sự như năm ngoái thật sự là như Duy đi mua vô cũng cao lắm, mua giống cũng quá trời luôn nhưng mà bây giờ cứ nhân ra thôi, nhân ra rồi cây nào mà cảm thấy mà mình bán cho dù nó có rẻ đi chăng nữa nhưng mà nó đủ thu vốn và lại thì mình cũng bán, còn cây anh em gửi vườn thì cứ nhân qua năm mình bán. Như năm 2017, 18 đó, trời ơi, cũng cái tình trạng này như vậy nè. Nó đùng cái nó lên rồi nhiều người họ họ giàu mà giàu không nghĩ tới luôn mà. Cho nên là cũng không có gì, nói như 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 á là người ta sao mình vậy đi. Dạ đúng rồi anh Đức Nguyễn. Có nghĩa là mọi người sẽ thiên về cái vấn đề chơi thuần túy và đâu đó là nhân cái giống ra rồi bắt đầu mình chia sẻ. Đó. Những cây mà giờ ít giống thì vẫn làm kinh tế tốt như cái này Bình Dương này giờ vẫn làm kinh tế tốt chứ cơ gì đâu, giống được mấy người có đâu. Thì chấp nhận thôi, nói chung là cây mà xuống nhiều rồi thì phải chấp nhận là nó giảm giá xuống để mà chia sẻ lại cho những người họ mới vào họ chơi. Chơi cảm thấy họ thích thì họ mới tìm hiểu những cái xa hơn chứ còn bây giờ mà cứ đóng trên đợt trên trời không thì dân chúng tiền đâu mà chơi. Nói thẳng như em bây giờ nó thẳng ra là 2 năm nữa em cũng không không nhập thêm giống này, giống bây giờ em đủ rồi, năm vừa rồi đủ đỉnh nhiều. Bây giờ là chỉ có nhân ra thôi. Nhân ra cho nhiều rồi bán thôi chứ không có nhập thêm mà. Cho nên nói thẳng ra là những cái cây mà cây tầm tầm trung đổ lại mà nó không thanh khoản được thì những cây mà cây tầm cao chắc em nghĩ cũng ngồi ngó thôi. Hứa luôn. Dạ cặp mắt đã lắm anh Thành Lê ơi.
cặp mắt nhìn sướng lắm. Anh thấy bữa nay rồi nó không nắng mà không gió luôn, để cái bông đứng im luôn, anh thấy không, không nhúc nhích luôn á. Tính ra anh Thành chơi mà dịch quá không dám ra luôn. Chào Trí Hiếu nha. Xuống vườn ngắm Thông ơi. Xuống giờ ngắm cho không anh ngắt rồi, cầm mắt nhìn ở ngoài nhìn mới sướng. Cầm mắt ở ngoài nhìn mới đã nữa chứ còn nhà chưa đã đâu. Đây nè, đó. Đó, đây là Phú Thọ nè nha. Cầm mắt Phú Thọ nè, cầm mắt Phú Thọ cũng đã lắm. Ở đây là cái hoa hoa nở lâu ngày nhưng mình không thể nó so sánh được nha, nhưng mà đó cặp mắt Phú Thọ là nở vườn lúc nào nó cũng đậm rồi nè. Ủa dính rồi à? À, đẹp lắm đó, lên kênh bữa nào dẫn anh đi ba ăn bữa cho biết, xưa giờ không biết đi ba là cái gì hết đó. Không, cây này đâu phải của em, cây này của khách. Cây này của khách, nhưng mà cây của em thì hoa nó cũng tương tương như vậy, cũng có khi đẹp hơn. Của em bữa nay nó lên một mầm gốc với hai cái kia đẹp lắm. Thì đúng rồi, nếu vậy thì bây giờ phải làm sao để cho anh em thanh khoản được chứ còn đi mà đi từ trên cao đi 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 lên luôn thì em đảm bảo là không không giải quyết được vấn đề đâu. Nhưng mà để nó yên ổn thì mọi người cũng hạn chế mà khóc lóc làm cái gì hết. Vẫn tin nhân giống ra, mình đã chấp nhận cuộc chơi thì mình phải chịu. Đúng rồi bá. Thì giờ năm ngoái kia HO 30 triệu thì bây giờ kia HO nó còn có triệu cũng được chứ có sao đâu. Mình nhân ra mà. Sao mà sập được chị Thiên Ân? Không có gì gọi là sập hết đó. Không có gì gọi là sập hết đó. Em còn chuẩn bị em làm vườn rộng gấp mấy lần nữa mà sập. Chuẩn bị em làm vườn đó. Em còn làm vườn to nữa mà sập cái gì? Sập là sập vàng á. Sập là sập vàng chứ không có gì sập hết đó. Bitcoin mà nó còn tiền ảo mà nó sập còn không nổi mà. Cái này là cái thực tế sao sập được. Dạ cái này cây Bình Dương chứ không phải cái Phú Thọ. Cái Phú Thọ là cái bông hồi nãy. Phú Thọ đây nha, đây là Phú Thọ nha. À, Phú Thọ đây. Bông Phú Thọ nè. Ở còn cái bông xa xa là bông 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 này là bông người đẹp Bình Dương. Chào Ngân Nguyễn nha. Sáng giờ nhìn cái bông cái no mất rồi. Chào Tăng Doan nha. Chào Kiều Nguyễn. Hoa rất là đẹp. Cái này thì cảm nhận của từng người, nhưng mà bản thân mình thấy nó đẹp hơn. Tại vì nói chung là cánh rồi thân lá hay là mắt mũi thì nó vẫn ok hơn. Còn cái đó thì cái đó là còn cái cảm nhận thì của từng người chứ mặt công mình nói ở đây rồi, anh em là nghĩ mình dìm cây này bỏ cây kia trong khi người đẹp không tên mình cũng đu đỉnh quá trời á, nhưng mà cái đây là cái nói điều thực tế là cảm nhận cá nhân của Duy thì cái bông này nó đẹp hơn, hứa luôn, thân lá nó cũng to hơn, mắt nó đậm hơn. Ok anh, em để chiều mai em ngắt mà. Đẹp lắm.
Đây nè, cây năm nhất được 20 cm đứng ngọn. Thì cái đó là cảm nhận của từng người, tư lý ơi, mình không nên tranh cãi làm gì hết. Mình cảm thấy cái nào đẹp mình chơi. Tại vì ví dụ như cũng một người phụ nữ, nhưng mà có người họ lại thích cái tông của thị nở, có người lại thích tông của ngọc trinh, cho nên mình cũng đâu có nói được. À cái đó thì em liên hệ với thầy Ninh nha, chứ anh chịu chết á. Ngang Nguyễn liên hệ thầy Ninh. Em chào anh Lan Va Thủ Đô nha. Mà đó ổn mà anh. Đây người đẹp Bình Dương đây. Hoa rất là đẹp. Đó đi gần gần lại cho mọi người xem. Cặp mắt nhìn đã lắm. Đó. Hoa là không có cái gì gọi là lem hay liếc vậy đó. 10 bông như chục. Em ngắt bớt rồi đó. À, chưa đó, giờ này nếu ngủ là ngủ ngày với ngủ trưa gì nữa mà ngủ trưa hết, ngủ trưa được rồi. Thật ơi, xử lý cái chậu Phú Thọ đây cho khách đi. Sang qua trò, trồng cho nó đẹp đẽ. Em chào anh Thiện nha. Em chào hết mọi người nha. Tại vì số comment nó nhiều quá là nhiều lúc em làm không thấy. Đây. Anh vậy có thích sưu tầm cái gì không à? Nói lên đây em sẵn bu lai nè, em để cho vài cây rẻ 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 chơi nè. Anh vậy thích cái loại gì thì nói nha, có trong khả năng là em chia sẻ liền, mà giá thì nói chung là nó sẽ rất là mềm mại. Dạ nhà thì bông bối, có bông của chị, bông bối thì không nói chị, bông bối thì nó phải to hơn. Dạ cái này thì chưa có kỳ, bây giờ kỳ lớn lớn như vậy không à, mà kỳ này thì đã bán hết rồi đó, chứ có là cũng để liền, chứ sợ gì không để. Dạ vườn em ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ở Nam Lê. Nói Ninh giá hết cái lô bạch tuyết ở đây rồi, xa cả rồi đổi thôi, dễ ổn mà. Giờ còn 40 cây bạch tuyết để cho nhiều thì giác qua đây rồi mình đổi. Bạch tuyết lần 40 cây mà không chịu đem đổi bớt giống thì giữ cho nhiều. Anh ta đang cần bạch tuyết nè. Dạ tầm 100 triệu á. 100 triệu đến 130 triệu. Dạ ok anh. Đúng rồi ngăn. Tối thằng Ninh nó ngủ cái hút. Vô đây anh cho mới mắt ngủ khác về xào trẻ đổi chứ. Mình đổi liền, mình đổi là nên nó vẫn giữ được số lượng mắt, nhưng mà em có giống. Dạ vài tẹo là chắc không có rồi đấy anh Trinh ơi. Vài tẹo là chắc không có rồi. Ok, chị bên này có đút bánh xèo á. Chị bên này có đút bánh xèo tôm nè. Đừng có nói đó, nó nghe đó. Để nó ngủ đi.
Không, bây giờ em vô, giờ em vô em quằn cho nó đuối, nó nằm ở nhà cái là em đem vô đây đuổi gì đâu mà sức nó chắc quằn chừng có 2 hiệp là đuối à. Anh cũng có kia rồi mà ước gì anh. Dạ người đẹp Bình Dương anh Đỗ Chinh ơi. Cái này là cây người đẹp Bình Dương nha. Cái này là cây người đẹp Bình Dương. Đem cái cù chìa cái qua em nuôi cho. Anh Tăng đem cái cù chìa qua em nuôi cho. Của em vừa rồi nó cũng thúi luôn cái chậu nái rồi là mất xác luôn rồi đó. Em bây giờ cũng hết kỳ rồi. Cái này cây của khách gửi nè. Của em vừa rồi nó cũng thúi chậu nái rồi. Buồn dễ sợ thiệt chứ. Cây nuôi cho khách làm sao, cây của mình toàn là thúi với ốc ăn không à. Không biết ăn ở là sao nữa. Không thấy à. Mai mai được em. Anh để qua tới chiều mai anh mới ngắt mà. Ừ, chào Phạm Kiên nha. Bữa anh đi ngang qua Bù Đăng nhưng mà không có ghé cho nên anh không có gọi. Để hồi nào lên chỗ thằng Đỏ với thằng Thoại alo ra nhậu bữa. Thì bán xong hết rồi, bây giờ nó thúi bà hết rồi. Thật đó bạn, bạn Biên Thanh Mai ơi, cây của mình là không tin mình nói có sắp bánh có trứng luôn nè. Thiệt chứ đây nè. Coi bà Tuyết khách gửi nè. Bà Tuyết khách gửi nè. Đó, coi bà Tuyết khách gửi đó. Cũng cay như nhau à. Bà Tuyết khách gửi nè. Còn bà Tuyết của mình nè. Ốc là nó lượm sạch. Hả? Bà Tuyết của mình làm ra cái nó bi bà nó mất rồi. Không biết ăn ở là sao luôn mà. Đó nè. Bi hết, còn cây của khách đi ào ào. Khổ vậy đó chứ bộ. Cây của mình thì ốc sơ hoặc là họ không đi, còn cây của khách thì đi ào ào hết. Chào bạn Hiệp nha. À, chào Cao Phong. Trong vườn mà chỉ nuôi cây khách, trồng cây mình đi gửi chỗ khác thì nó như không, nó trớ quớt mất rồi. Dạ cây này là chắc giờ này bán chưa được đâu, tại năm ngoái là khách mua mua tới 3,5 tỷ lận. 3,5 tỷ mà bây giờ chắc khách phải nhân nhân kia cho nhiều ra, khách mới em phải nhân kia cho nhiều cho khách thì khách mới về bờ được, cho nên là bây giờ là chỉ có nhân kia thôi, chưa bán. Đúng rồi, người đẹp Bình Dương. Người đẹp Bình Dương á. Có ước mi nở nữa mà ước mi nở bông bối cho nên cái bộ cánh nó méo xẹo à, nhìn chán đời. Chứ ước mi của mình thì chuẩn rồi. Đây thì cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho vụ mới đây. Kia kia đó, cây đang xuống cây. À, vườn em bây giờ chắc có khi là vườn anh chị em có chứ vườn em vẫn có bình thường nha. Gáy nhảy đồ mắc nai hải dương mắc mờ đồ là Hà Tĩnh em còn loạn. Nói chung là ai chê chê chứ em cứ cũng cứ nhân ra em bán đều 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 cho mọi người thôi. Đó. Như kia nha, Hà Tĩnh như vậy bây giờ bán không lẽ không được
100k, còn có rẻ thì lắm chẳng được, cũng phải 70k chứ, cũng cũng hơn mấy chục ký lúa rồi. À, bên nhiều đây bán chứ cũng cũng hơn người ta làm sào ruộng rồi mà. Bây giờ em tính bình quân 1 ký 50.000 thôi. 1 2 3 4 5 6 10 17 ký. 17 ký thì 1 ký 500 là được 640 rồi. 640 lúa này bao nhiêu ký? Lúa cho 10.000 ký đi. Đó. Là 1 ký này mua được 5 ký lúa rồi. Mà ở đây không phải là so sánh cái việc làm nông, nhưng mà người ở trên thành phố thì đất ở đâu làm lúa. Tận dụng được khoảng không thì cũng làm được cái này chứ đó. Nè, ví dụ như đây Hà Tĩnh 1 ký 50k nè. Ví dụ cái đó. Thì cơ gì mình cũng làm. Nấu được làm lượng luôn này, ai mua em bán cho 1 ký 50k nè. Hà Tĩnh nha. Cho gửi vườn lớn lấy về nè. Cho gửi vườn kia tầm cỡ này lấy về cũng được. Chứ cái đây nếu mà đúng là bán 100k 1 ký á, nhưng mà cái này bán nãy nói là làm á, 50k 1 ký nè. Anh chị là lấy thì em chốt luôn. Còn muốn làm chậu nái thì bợ nguyên khay này có 700 mấy ngàn à. Cho nên là em không có chia một bất cứ một cái cây nào đó, cây nào cũng là cây hết. Cây nhiều giống thì nó nhẹ tiền, còn cây ít giống thì nó đắt tiền vậy thôi. Cái này là với nó thật thật sự. Đây nè, Hà Tĩnh nè. Đó. Cái đây đảm bảo nếu mà chốt chốt lô về 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 là bán 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 lẻ cũng lời. Nè. Ừ, em còn nhiều lắm nha, đây là Hà Tĩnh nè. Hà Tĩnh nè, Hà Tĩnh đây là bữa bữa hôm mới 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 thu lại. Hà Tĩnh đây là mới hơn mới thu lại nè. Bên kia lô này cũng mới thu lại nè. Dạ đúng rồi anh Thiện. Hay là như đây mắc khí nè. Đây bán rồi nè. Mắc khí đây bán rồi nè. À, cái rừng Thái cũng còn nè, thấy không? Cái rừng Thái này, rừng Thái đây thì chắc anh chị nếu anh chị vào sâu từ năm 2019 là chắc không biết cây này rồi. Còn đũa về trước thì biết. Đây là cây 5 cái trắng rừng Thái nè. Dạ chia buồn với anh là cái chậu nái của em nó mới vừa thúi. Bữa tính cắt rồi đi nhậu về là nó thúi luôn á. Thúi sạch luôn. Nãy em mới nói đó là cây của khách thì đi bình thường, cây của chủ thì thúi ốc ăn. Buồn dễ sợ thiệt. Chào Đức nha. Thúi không còn gì luôn à. Đây, kia. Đây là Hồng Yên Thủy nha. Khu này khu Hồng Yên Thủy. À, Hồng Yên Thủy nè. Ra kia nè mọi người. Ra kia rồi đó. Quy trình ươm thì đầu tiên là ngâm vỏ thông với vôi, sau đó ngồi chà chà y như người ta lấy ngót lúa, là ngót giống là ngày xưa. Kỳ 20 cm bao nhiêu tiền? Đúng rồi. Dạ. Kỳ Hà Tĩnh 20 cm bao nhiêu tiền? 20 cm hả? Mình bán hả? 20 cm là mình bán là khoảng là 500 á. Hả? 500 á. 500 à? Nếu mà bán bình thường thì là 500. Còn bữa nay này em không mục đích bán hàng, anh thích thì để anh 400. Lấy cái kia anh coi nha, ra lựa cái kia đẹp 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 á. À, mọi người thấy không? Chà rất là kỹ nha, chà nó đen nước luôn á. À, nói chung là hồi xưa nếu nhà ai làm ruộng là biết cái vụ mà lấy ngót cho chà ngót của cái việc ngâm hạt giống á là đây nè. Chà cho nó hết nước chua luôn. À, cái vôi thì ngâm cho nó kỹ để nó khử ba cái việc mà lên nấm lên cái vỏ thông của chị ta này, nếu mà xử lý không kỹ ấy, là nó sẽ bị nấm trắng này, là do nó ẩm quá đó, nó sẽ bị nấm trắng. 4 triệu một cây lên được chứ, ví dụ như nó mới lú không được 4 triệu, mình nuôi nó 10 sen được 4 triệu. Quan trọng là mình hoạch định cái chiến lược là mình nuôi như thế nào thôi, còn cái giá 4 triệu thì nó đầy mà.
10 sen bán được 4 triệu thì mình đợi mình nuôi lên 20 sen. Đây nè, cây đây bình thường là bán 7 xị nè, 5 xị nè. Còn anh chị nào thích thì đây 400k chốt về làm nè. Nhưng mà theo em nếu 400k nãy chơi cái lô nguyên cái lô kia nãy đó, ngon hơn. Thêm con ít nữa. Sao anh Bình? Đây cái hạt tỉnh nó nghe hồi nãy ai hỏi đây nè. Có 400k à? Để một mà chơi cho sướng cho coi gì. Dạ cây đó là cây Hà Tĩnh nè. Hà Tĩnh thì đó là cách 25 á. Cây này gì cũng 30 với 25 gì hơn gan tay mà. Bán gì vui chứ nếu mà bán like đúng giá là phải 500, 5 đến 700. Cây đây cây Hà Tĩnh đó anh Dũng ơi. Còn anh chị thích thì giao lưu với anh chị cái HO này 7 xị thôi nè. Rẻ ha, 1 kg thôi nha, không có nhiều đâu. HO nha, 1 kg 1. Còn Hồng Yến Thủy thì mọi người đợi đi. À, lên kia nè. Lên kia nè. Lên kia đó. Dạ tương lai thì em vẫn cứ nhân giống ra. Em nhân giống ra và em trồng. Còn cái chuyện mà lên hay xuống là bây giờ là mình không có tính vô cái vấn đề là đầu cơ được nữa. Tại vì đầu cơ như vậy nó dễ làm bể thị trường lắm. Quan trọng là con giống mình đủ rồi thì mình có cái kế hoạch mình nuôi. Mình nuôi và mình phát triển cái data khách hàng của mình. Dựa trên cái nền tảng của em phát triển cái data của em là đầu tiên là uy tín nè. Sau đó là con giống và thứ ba nữa là phát triển được cái lượng khách hàng. Anh chị phải làm sao để khách hàng người ta mua mình được một lần phải mua được lần thứ hai. Chứ họ mua một lần xong họ bỏ họ chạy mất thì cũng tức quá à. Cây thì em thật sự là em đu đỉnh nhiều lắm nhưng bây giờ em vẫn không có gì em sợ đó. Cái lô Hồng Yến Thủy này là năm ngoái mua giống vào là 15 triệu một sen nè. Là một chậu như vậy là mình mua có hồi là 1 tỷ. 1 tỷ có, 600 có, 700 có. Nhưng mà bây giờ mình cứ nhân ra. Nhân ra ví dụ như năm ngoái bán 1 kg là nhỏ 15 triệu thì bây giờ cứ nuôi một cây lớn xíu bán 15 nó cũng bình thường mà. Lua Hà Tĩnh nè, chờ xíu ra anh đếm chưa? Chờ em xíu anh Phạm Tùng ơi. Có cái lua kia nhỏ đó. Hồi nãy anh chị lấy cây lớn kia nhưng mà theo em lấy cái lô kia này hơn nè. Bây giờ vậy nè, cái cây này là không bán nha. Xấu quá, nó yếu quá không bán rồi. Còn lại là những cây này là mới ra hết. Thì là mình đếm nè. Mình đếm cho. Cái đây cũng nhỏ quá không bán, yếu quá không bán. Rồi còn lại là cây này thì cây to luôn nè. Cây to luôn nè. 14 cây, 15 cây hết, 750 ngàn là giá cho cái bụi lan này thôi, 750 nha, 15 cây. Đó, do là có chậu này 2 cây nè. Đó. Thì ngày mai là mình sẽ vào chậu này cho anh chị, nếu anh chị muốn gửi để nó lớn xíu nữa lấy về. Còn cái này gửi đi vẫn được. Đó, 750 so với cái chậu hồi nãy 400 thì lấy cái này sướng hơn. Dạ Hồng Yến Thủy bên này nó rẻ, không cần thiết phải mua mất ngủ đâu anh Nguyễn Tâm ơi. Dạ đây là Hà Tĩnh nha, cái Hà Tĩnh nè. Đó. Nguyên lô này có 750 ngàn à. Còn nếu mà bán lẻ ra mà bán thực tế thì nó khoảng có 100 ngàn một kg. Như kg này khoảng 150. Nhưng mà tại vì hồi nãy nói rồi là bán một khay này vẫn mua được hơn 10 kg lúa cho nên là mình không có sợ. 750 ngàn là mua được đâu, 750 ngàn gạo cái này mà mua được hơn 10 cái, gần 10 cái gạo đó chứ. Gạo cho 14 ngàn ký đi, 10 ký là ô mua một cái tấn gạo chứ lo gì đó, mọi người thấy không.
Cái này nuôi về lớn 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 bán 70% cũng được. Cho nên em nói là vì sao trong vườn em là không có thiếu mấy cái loại này. Cỡ nào cũng làm hết á, khách nào cũng phải có. Mình đừng có kén cây, đừng có chọn con giống quá. Cũng đừng có nghe người ta nói là cây này cây kia gì hết á, mình cảm thấy cái nào mà nó phù hợp với túi tiền và mình chăm được, mình phát triển được thị trường của mình thì mình làm thôi. Dạ vườn em thì ở Bình Dương, ở Thủ Dầu Một Bình Dương. Vườn em ở Thủ Dầu Một Bình Dương nha. Địa chỉ vườn là 82/33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa. Còn anh chị search trên Google là Hoa Lan Nhã Uyên là ra nha, Hoa Lan Nhã Uyên nha. Bão spam nhiều quá Bảo ơi. Nãy bán kiếm cân gạo mà anh chị không mua, chán quá, giờ quay lại băm tiếp. Đây, quay lại cái hoa cho anh chị đó. Tuân Tuân, tại ngồi dẫn la anh xíu, anh có việc chút. Dẫn la cái người đẹp Bình Dương cái. Đó. Tuấn nói chuyện với anh chị xíu nha, em vô em uống miếng nước em ra liền. Nè, hỏi anh chị nào mà thích cái hàng gì thì cứ bán luôn. Đó, quay cái băng người đẹp Bình Dương người ta xem. Đây để em quay lại nha. Có nhiều lắm anh Cường Cao ơi. À bia hả? Hiện tại tụi em cũng thùng bia lấy cây Phú Thọ thì được. Nha anh Tân. Chị Tân á. À, em không biết những vườn nào chứ vườn của tụi em là vẫn tập trung vào hàng bình dân nhiều nha anh Thiện Văn. Tại vì khách hàng của tụi em là đa số là gần như là 90% là nhà khách hàng bình dân, là những người thu nhập thấp không à, họ có nhu cầu là để sưu tập hạt giống á, những cây mắc tiền này ít người mua lắm, cho đa số là người đầu tư với nhiều tiền. Anh Trần Thiện Phước à, đây người đẹp Bình Dương đây, để chấm cái nét lại ở đó, trời đất ơi, cái bông này bông người đẹp Bình Dương đấy anh chị, nó đang nở á. Đây, anh chị cần gì đâu để em kiếm còn cái gì à? À đúng rồi, đây có cái bông này đang nở nè. Đất hũ. Đây đất hũ, đất hũ. Bông này là anh Trần Thiên Mạnh anh sổ nè. Hai. Thôi khỏi đi, em ở đò sáng rồi, 87 xăng, là 78 xăng, số đẹp luôn. À, cái bông nè. Bông bói nha. À, trên máy máy của anh Duy nên em sẽ bán rẻ chút xíu nha. Anh chị nào tối hỏi cái này thì biết giá rồi đó. Rồi nên ai biết giá thì thủ chốt nha. Trên máy cổng thôi. Sẵn đang like người đẹp Bình Dương, ai hỏi dứt luôn cây này thì hồi tối em bán cho này 1,5 triệu đó nha. Cả chậu 1,5 triệu, giờ hiện tại là chậu này thì chỉ cần 999.000 là bay luôn. Máy cộng thôi chứ tối em quay lại giá bình thường thôi à. Cái này đang chuẩn bị làm kỳ được mà không bán được thì em để làm kỳ. Cái này làm kỳ chắc được 12 chừng 20 kỳ á. Đây, này người đẹp Bình Dương thôi nha. Lâu 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 quên quên, đất thủ, đất thủ. 999k cả chậu luôn. 78 xăng. Số siêu đẹp luôn mà. À. Mình chưa lên nè. Đây. Đất thủ cái này là của anh Trần Thế Mạnh anh sổ ra đó. Tao quay lại ngắm tiếp bé này đi. Đây trời ơi, đang lọ cái đó, cái đất thủ cái này nè, người đẹp Bình Dương đây nè. Anh chị làm em loạn. Đây đó. Không biết khi nào đại ca ngắt cái bông này đây. Bông rất đẹp anh chị. Ngày mai là đại ca ngắt bông rồi. Nên là giờ anh chị nào mà sáng thì cũng có nhiều anh chị tới vườn lấy coi bông lắm. Giờ những ai mà chưa có việc họ chưa tới vườn coi được á, mình có thể coi qua hình. Đây. À mình không có người đẹp Bình Dương thì mình chơi mắt khí Bình Dương cũng được nè. Đi qua đây. À người đẹp Bình Dương hả? Có kỳ không anh chị ơi? Không. Không, không có kia anh chị ơi, xin lỗi nha. Thôi em cho mắc khí đi ha. Mắc khí đi. Này là mắc khí tên khác của nó là năm cái trắng Bình Dương đó. À, anh chị nào cho lâu chắc biết cái gì. Em ra cái kỳ đây vàng kỳ đẹp nhiều lắm nè, nhưng mà giá nó hơi chơ. Kỳ khác chút xíu. Ở cái này đi. Đó, mắc khí Bình Dương nha. Năm cái trắng Bình Dương nè. Cái này là dòng mũi màu nha, còn cái kia là người đẹp là khác nha. Rồi kia này chỉ 350 thôi.
350k nha. Đây, cho nên qua đây luôn đi. Vừa ngắm bông vừa coi cây này cũng được. Mà cây này là cây mã khí chứ không phải cây người đẹp đâu. Thân lá hai thằng nó sát nhau một trời vực mà. Thằng ở rừng núi Tây Nguyên nên thân nó mạnh lắm. À, anh em chào anh Tô Đăng Hồ Hô ạ. Tô Đăng Hô ạ. Em là người miền Tây Long An, đại ca em là Quảng Ngãi. Mà trong vườn đây là riết là giờ em không biết là tiếng em là miền nào luôn rồi. Đó, đây à. Người đẹp Bình Dương. Để người đẹp Bình Dương thì giá nó hơi cao nhưng mà tụi em không có cây để bán ạ. Tụi em không có cây để bán ạ. À, cái hoa hả? Cái hoa thì anh thủ đi anh Dũng ơi, là vô chiều nay vô đi, em ngắt cho anh cái hoa về chơi luôn. Thằng Quý đang nhớ anh Dũng. À, chỗ này của tụi em mà, thằng này là thằng kia tụi em bán cho khách à, giờ nó ra bông rồi. Cái này tụi em bán cho khách năm ngoái nè. Bây giờ nó ra bông nè, xe bảo hành luôn. Chốt cái gì đó nè. Vô đi, lắc chiều vô đi, em ngắt cho anh cái bông luôn, em hứa luôn danh dự luôn anh Dũng. À không vô ngắt anh cũng ngắt à. Tặng cái bông về chơi luôn. Tiện em giống Khmer quá thâu anh Tăng ơi, tha em đi. Đây. Đây người đẹp anh Dương nha. Cây này thì cái kia nó hơi nhỏ nên là cái lực bông nó không có nhiều. Cái cây mình đẹp anh Dương bông nó to lắm nha. Nhưng mà cái khuôn nó ra cây nó không có to nhưng mà cái khuôn nó rất là đẹp luôn à. Rồi cái này mà đóng hộp nữa ra tới anh chắc nó nhũng luôn á anh Cún Thương ơi. Thôi để cho anh Dũng thì chiều nay anh vô là em ngắt cái bông tặng anh nè. Chiều nay sắp xếp vô chơi anh Dũng. Còn cái này mắc khí nè, ai mua thì 350 luôn nha. Mắc khí nha, đây là mắc khí Bình Dương nha. Cũng Bình Dương luôn, cũng mang tiếng Bình Dương luôn nhưng mà hai nàng thì nó giá khác nhau lắm nha. Rồi cảm ơn anh Dũng nha. À, đây chào Huỳnh nha. Huỳnh gần nè, chiều có rảnh thì vô coi, coi hoa cũng được. À, anh Huỳnh tên là gì? Quy không nói em tên gì quên mất tiêu rồi. Thôi cứ kêu anh Huỳnh. Đây người đẹp Bình Dương nè. Ờ ổng cái này của khách anh ơi, bán không có được. Anh Tăng hỏi còn kêu người đẹp Bình Dương không kìa. Cũng ghẹo hoài. Cái này của khách. Xe bảo hành cho khách năm ngoái anh Duy bán cho khách nè, giờ nó ra bông nè. Tính ra nó nhanh ghê đó, mới đây mà nó ra bông rồi. Dắt thùng bia ra anh Tân. Đổi cây Phú Thọ. Đây. Anh chị cứ ngắm đây rồi thôi. Anh đây, coi này cây nó làm cái gì nè. Em cần đi đóng hàng còn mấy thùng nữa chưa xong. Crap đó. Cá đông hoa hả? 3,5 tiếng. Anh Tăng. Thùng bia lá kỳ ho. Có luôn, kỳ ho mới lú. Đem thùng bia qua đây. Anh Tăng, cứ giá thùng bia qua. Cho anh bạc nha, hai thùng đổ kia hết ô. Cứ dắt hai thùng qua đây là đủ được à. Dạ không cần đâu anh, nếu cái cây này nó dễ bông lắm, mấy cây mũ trắng này nó dễ bông lắm. Tán vô là cắt đất về nó ra ào ào hết đó mà. Mũ trắng nó dễ hoa lắm. Không, ba không uống, ba nặng quá không uống. Hồng Yên Thủy nhỏ có nha, có Hồng Yên Thủy nhỏ nha. Có cái kiếm bên kia Hồng Yên Thủy nhỏ anh. Sao anh Tăng, chịu không? Em quay cái bông cho người ta xem mới đã chứ để mà công rồi anh chị lại trách. Đó.
Chào Nguyễn Văn, nhận được cái hồng yến thủy cho Nguyễn Văn. To quá. Không, Sài Gòn con không giấu luôn. Còn không thì đủ qua Trung Quốc rồi mới uống. Trung Quốc nha. Đủ qua Trung Quốc nha. Đây. Nghĩ sao HO mà ông đi đổi Sài Gòn đỏ ông thằng. Ai mà chơi lớn là mình chơi với đâu có đẹp anh. Anh thằng. Hồi nãy ai hỏi yên thủy tại đây nè, cây vườn em thì giá nói chung là nó không có rẻ so với bên ngoài đâu, nhưng mà được cái mọi người lấy về là mọi người không có lo đó. Một chậu như vậy là 5 triệu là rất là rẻ rồi, còn không được em cứ nuôi lên, em nuôi lên như vậy rồi em bán, chứ em không có bán theo kiểu là bán tháo đâu, tại vì hoạch định của em là chiến lược là nó rất là lâu dài, cho nên là em không có bán như người ta là bán để lấy tiền. Căn bản năm nay bán được thì qua năm nhân ra bán 1 triệu nó vẫn nhân được con số rất là nhiều, cho nên là em không có vội vã gì hết. Hồi nãy anh chị hỏi. Dạ cái này là cái người đẹp Bình Dương. Người đẹp Bình Dương nha. Ủa gửi lại vườn à? À ok, tại vì vừa rồi mình đi nắng về mình thấy mấy đứa nó xuống rồi mình không biết. Nói chung là anh chị muốn mua cái kỳ hồng yên thủy thì anh chị phải nói cái giá tiền ra thì em mới lựa được cho cái kỳ. Chứ còn biểu bây giờ mà hỏi là nhỏ em cũng biết bao lớn là nhỏ hết. Đúng rồi, bông đẹp lắm Nguyễn Văn ơi. Nè, nhìn kỹ cặp mắt nè. Zoom lại xíu nè. Đó, đó không? Má ơi luôn á, nhìn phê pha luôn á. Ngày mai nó căng nó mới đẹp, bữa nay cũng chưa căng lắm. Nãy giờ nói khang cổ mà anh chị không chốt được cho cây gì để mua thùng bia uống cho nó trôi cái rác họng này mà không ai chốt kìa. Chán buồn quá, nản lòng chiến sĩ luôn. Thôi em xin phép em xuống like rồi mọi người, bây giờ cũng phải đi phụ mấy đứa nhỏ đóng hàng nữa. Ngồi chém gió biết rồi, bữa sau nó cắt lương nó chết bà luôn á. À, chúc mọi người sức khỏe. À, cây 10 cm à, 10 cm bữa nay 10 cm chắc tầm 20, 10 cm tầm 20 nha. Ok Ngọc Nguyễn để lại số điện thoại giúp mình đi. À, lại là ghi cái số điện thoại của Ngọc Nguyễn để chốt cái lô Hà Tĩnh các em. Ngọc Nguyễn chốt luôn Hà Tĩnh đó nè. Ngọc Nguyễn nó lại số điện thoại cho mình đi. Để lại số điện thoại, tại vì bên mình bán hàng là khách chốt hàng là nó có cái tích điểm ở trên. Tích điểm ở trên hệ thống, cho nên là mọi người tốt nhất là để lại số điện thoại để mình cộng cái tích điểm đó. Ví dụ như 700k là được 7 điểm. Ok nè Ngọc Nguyễn nè. Thôi, lên anh mới công rồi xe về đi bảo trì biết mệt quá. Uống thì không uống mà chạy vòng tròn mà ép không mà chịu gì nói. Cảm ơn Ngọc Nguyễn nha. À, anh chị có anh chị hỏi hàng gì nữa không, em làm cái rẻ cho chơi nè. Chứ giá em bán thì mọi người biết cái đó. Năm nay bán được qua năm bán chứ không có chuyện mà đi xả đâu. Ngọc Nguyễn xem lại luôn cây nha, rồi mình xuống like luôn. Nè, có lợi thế, có mấy cái kỳ lớn lắm. Còn mấy cái này thì chắc không biết, để lát nữa bên nhân viên mình gọi bên Ngọc Nguyễn để biết là gửi hàng lại hay là đem về để mình biết cái hướng mình xử lý nha. Nếu mà gửi lại vườn lại nuôi nó lớn đem về thì mình sẽ vào chậu. Đó.
Rồi thôi, xin phép mọi người em xuống like. Giờ em cũng phải đi cày đi cuốc rồi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và ai có cây thì cứ việc chăm đó. Đừng có vội vã vậy, năm nay bán được ta qua năm bán chứ đừng có bán lỗ nha. Đó, như mọi người thấy không, Hà Tĩnh đó. Giá 100k một ký là bán lẻ cái nhỏ vậy, nhưng mà bây giờ vui 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 chốt 7 xị vẫn được. Cho nên mình đừng có gì mình phải bi quan cả, trong khi cái này là cái món gọi là tinh thần của mình. Mà đã tinh thần rồi thì đừng nên bi quan, đừng nên nản. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người.